Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Tây Thiên Triền Tứ Thất Kế Nhị Tam Việt Nam Lịch Đại Ngũ Gia Tông Thái Triền Giới Triền Giáo Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Bửu Liên Đường Thượng Chư Vị Tiền Bối Khai Sơn Tạo Tự Mật Thủy Chứng Giám. Kính bạch Thượng Tọa Thích Minh Thành, trụ trì chùa Bửu Liên Chứng Minh. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử thân mến, kính thưa quý vị, hôm nay là cái ngày chúng ta tu an lạc tại Pháp Hội Đạo Tràng chùa Bửu Liên. Lần đầu tiên chúng tôi được gieo duyên cùng tất cả quý hành giả nơi Pháp Hội Đạo Tràng. Quý Phật tử biết chúng tôi đến hồi lúc 5 giờ mà đến đây tới bây giờ, bởi vì lần đầu tiên đến là cái thành phố Cần Thơ, chúng tôi ít có đến đây, thành ra cả luôn bắt tài cũng không hiểu đường, thành ra đi quanh co lạc đường. Thành ra nó trễ nãy. Tôi có nghe Nguyên Giác là cho biết là cái pháp hội chúng ta là 8 giờ rưỡi thì chúng ta bắt đầu để mà trao đổi và học hỏi. Nhưng mà các Phật tử hoan hỷ, bởi vì cái thời gian nó trở ngại cái kỹ thuật. Chứ Thầy biết, cũng như chính Thượng Tọa Minh Thành đây cũng vậy, trước khi lên Hoằng Pháp giảng đó, thì Ngài cũng rất là thức khuya, cũng là rất là dậy sớm mới đi từ đây lên tới Hoằng Pháp. Rồi Thầy cũng vậy, muốn lên Hoằng Pháp giảng thì cũng vậy, nhiều khi phải đi trước một ngày đó thưa các vị, bởi vì nó quá là xa xôi. Nhưng mà với cái tâm nguyện của người hành Bồ Tát Đạo, thưa các Phật tử, thì cái chỗ nào chúng sinh cần thì chúng ta sẵn sàng, đúng không các vị? Thì trước hết chúng tôi thay mặt giảng sư đoàn của tỉnh Tiền Giang xin kính chúc Pháp Hội Đạo Tràng và toàn thể quý Phật tử sức khỏe dồi dào và thân tâm an lạc. Kính thưa quý Phật tử, thì hôm nay nhân cái khóa tu một ngày an lạc, chúng tôi đến đây trước hết để chia sẻ cùng với tất cả các hành giả trên cái con đường tu học, để chúng ta chuyển hóa thân tâm. Dù chúng ta tu pháp môn nào, tịnh tu hay là mật hay là thiền, cũng là tịnh hóa thân tâm để trao dồi giới đức. Và có tịnh hóa thân tâm thì chúng ta mới chuyển hóa được được ba nghiệp, đó là gì? Thân khẩu ý. Có chuyển hóa được ba nghiệp thân khẩu ý, chúng ta mới đoạn trừ tất cả những cái phiền não khổ đau mà do tam độc gây ra. Tam độc đó là gì các Phật tử? Mà tại sao Phật gọi là độc dữ vậy? Hả? Nó có giết chết mình không? Có hả? Cho nên các Phật tử thấy điều này. Cho nên hôm nay chúng tôi nói chuyện với các Phật tử với cái đề tài là tu. Thì tôi mới nói cái đề tài tu ra thì Phật tử nào cũng nhìn tôi trơ trơ. Trời ơi, con tu này mấy chục năm, quy là ăn nó mòn hết mấy chục cái hũ chạp rồi, mà Thầy nói cái chữ tu con nghe nó rất là đơn giản quá. Phải không các Phật tử? Và nó đơn giản lắm. Nhưng mà trong cái sự tu này, ngoài cái việc mà chúng ta đi chùa để mà cầu nguyện, để tụng kinh, để cúng dường tam bảo đó,
Còn có cái việc mà chúng ta phải tu học nữa. Không thể nào chúng ta phủ nhận được điều đó, đúng không các vị? Cho nên trong cái sự tu này nó có rất nhiều việc. Nếu mà chúng ta không phân tích kỹ, không thông suốt, không thấu đáo, học kỹ để mà nắm bắt, vận dụng vào trong hàng ngày để chúng ta tu tập đó, thì cái việc ấy đó nó sẽ lờ mờ, khó mà thành tựu. Cho nên có nhiều người đi tu, lúc nào đó, thời gian nào đó, rồi cái họ thối lui. Mình hỏi ra thì cái gì đó người ta nói sao? Tại cái nghiệp của tôi, tại cái chướng duyên của tôi. Họ đổ thừa đủ thứ việc hết, phải không nè? Bởi vì họ không nắm vững được cái tay lái. Cái người mà đi thuyền ra sông ra biển đó, thưa các Phật tử, cái tay lái rất là quan trọng. Trên đường bộ cái xe có cái hoa lăng, không cho lệch ngã bên này bên kia, là do cái người tài xế cầm cái tay lái chắc chắn. Cho nên cái người đi thuyền ra sông ra biển, dù có bị phong ba bão tố, nhưng mà tay lái người ta vững thì đương nhiên thuyền vẫn đến nơi đến chỗ. Thì cái việc tu hành của chúng ta cũng như bác tài xế lái xe, như anh tài công lái thuyền ra biển khơi. Cái hướng chúng ta đi là cái hướng gì? Hướng giác ngộ. Cái mục đích chúng ta đến là cái mục đích tối hậu, giác ngộ và giải thoát. Cho nên trên cái con đường đi nó chông gai, nó hiểm trở lắm, thưa các vị. Có một lần chúng tôi đi du lịch Đà Lạt về, dọc đường ghé nghỉ mát nhầm cái nhà đó, cái nhà Phật tử. Mà Phật tử này Phật tử nòi nha, nó có mấy đời làm Phật tử rồi, cho nên cái cách thờ phượng đó thật là trang nghiêm. Chính giữa nhà thì thờ Phật, hai bên thì thờ ông bà nội ngoại. Tôi nhìn lên trên tường, tôi thấy treo hai cái bức tranh tuyệt đẹp. Cái bức tranh thứ nhất vẽ cái con đường đi lên tiên cảnh, đường đi vậy thôi sáng lạng, hai bên vệ đường đầy hoa thơm cỏ lạ ngoạn mục, trông rất là đẹp. Cái bức tranh thứ hai vẽ con đường đi lên bờ giác ngộ, không có bằng phẳng, trong gai sỏi đá. Thì tôi có một cái suy nghĩ, chắc cái ông Phật tử này hay là cái ông họa sĩ này hiểu đạo một cách sâu sắc. Ông phát họa ra hai cái bức tranh, một cái bức tranh vẽ con đường đi lên tiên cảnh, đi đến cái mục đích đó là các vị tiên nữ là lầu đài nguy nga lộng lẫy, trông rất là đẹp. Cái bức tranh đối diện lại vẽ cái con đường đi lên bờ giác ngộ, trong gai sỏi đá thú dữ dọc đường. Nhìn cái con đường ngoằn ngoèo quanh co gai góc, tôi có một cái suy nghĩ. Cái việc tu hành của chúng ta cũng như thế. Thì thôi bây giờ tôi xin đơn cử một vài thí dụ để cho quý vị dễ hiểu. Phải không nè? Hằng ngày mà chúng ta tiếp xúc với cái cuộc sống vật chất đó, thưa các vị, sáng mở mắt ra thì mình thấy cái gì? Danh lợi phải trái, thiệt hại hơn thua. Nếu mình bỏ cái việc đó để mình đi tu đó, thôi tôi nói đi chùa thôi chứ không tu gì hết, thì nó có rất nhiều cái việc cản trở. Thấy không nè? Bữa nay mình đi tu Bát Quan Trai, mình đi niệm Phật một ngày an lạc, mình đã có chuẩn bị trước rồi, phải không các vị? Mấy ngày trước rồi chứ không phải mới đây đâu, chứ đâu phải mới sáng nay mình xách gói mình đi đâu. Về mà sáng nay cháu nội nó bệnh đi không được, con dâu nó đẻ làm sao mình đi, phải không nè? Cái việc đó mình đâu có lường trước được, phải không các Phật tử? Tôi nói cái việc đi chùa thôi chứ chưa nói đi tu gì hết đó, mà nó còn trở ngại như thế, phải không nào? Cho nên ngày xưa chúng tôi đi tu đó, thì Hòa Thượng Bổn Sư mới có dạy bốn cái câu kệ như thế này. Tôi nhớ tới giờ phút này là trên 50 năm rồi, thưa các vị. Cái câu kệ mà Hòa Thượng dạy hết sức là đơn giản,
không thầy ta phải làm thầy. Ai mà làm được chức này ta giao cho. Bây giờ không liệu không lo, ngày sau có muốn cũng không ai cho làm thầy. Các Phật tử nghe đơn giản không? Bởi vì Hòa Thượng nói không thầy ta phải làm thầy. Ai làm được cái chức này ta giao cho. Bây giờ các vị có muốn làm trụ trì chùa Bú Liên này không? Hả? Vô mình cạo đầu ở từng lễ đi rồi thấy. Phải không nè? Cho nên Hòa Thượng nói không thầy ta phải làm thầy. Hả? Rồi bây giờ không liệu không lo, ngày sau có muốn cũng không ai cho làm thầy. Bây giờ mình vô chùa mình liệu mình lo mình làm cái gì đây? Làm kinh tế hay làm gì các Phật tử? Hay mình vô đây mình lo hơn thua với bạn bè? Mình lo gì? Cái thứ nhất, cái người xuất gia thì phải lo tu gì? Tu học để hoằng truyền chánh pháp. Người Phật tử tại gia thì phải lo gì? Lo tu học để hộ trì chánh pháp. Thấy không nào? Tôi nói cho quý Phật tử biết, có rất nhiều người hiểu và ngộ nhận sự tu hành một cách sai lầm. Phật tử chúng ta bắt đầu học làm Phật đó thì cái bước đầu rất là quan trọng, thưa các vị, cần thiết phải tập tành từng bước để mà chúng ta tu. Thì hôm nọ chúng tôi giảng ở Vĩnh Long, cái chùa Long Thành, cái pháp hội đạo tràng đó gần 500 vị. Thì nhằm cái ngày Chủ Nhật, mấy em bé học trò nó vô đi theo mẹ, nó đi theo chùa nhiều lắm. Thì tôi hỏi cái bước đầu mà vào chùa mình học cái gì trước, thưa các Phật tử? Thì trong cái pháp hội gần 500 vị không có ai trả lời được gì hết, lặng thinh. Bây giờ tôi xin hỏi pháp hội đạo tràng chúng ta, giờ các Phật tử bước đầu vào chùa chúng ta học cái gì trước các vị? Hả? Học cái gì trước? Đâu Phật tử nào biết trả lời thầy cho 10 điểm nè. Hả? Học cái gì trước? Quay nghi của người Phật tử. Đúng không các vị? Rồi các vị cho một tràng pháo tay đi. Thì tôi hỏi trong cái pháp hội như vậy gần 500 vị Phật tử mà không có ai trả lời. Có cái thằng bé 8 tuổi nó ngồi phía sau, nó đứng dậy, nó đưa tay lên, nó dạ thưa thầy. Cái người mà Phật tử bước đầu vào chùa học làm Phật trước thầy, nó trả lời đúng không các vị? Thế thì tôi nghĩ đó là một cái vị tái sanh, một vị thánh hay hoặc là một vị Bồ Tát gì đó, chứ không phải tầm thường. Bởi vì nó còn mới 8 tuổi, nó đâu có học gì mà giáo lý hay là văn chương từ ngữ gì của Phật giáo mà nó biết mà nó nói, đúng không các vị? Nó chỉ nói tóm tắt và kết luận thôi, tức là vô chùa bước đầu học làm Phật. Tôi tưởng đâu nó là lục tổ Huệ Năng không đấy chứ. Chứ đâu phải là đơn giản đâu các vị. Nếu mà nói theo từ ngữ Phật giáo thì bước đầu vào chùa chúng ta học cái gì? Học giới lực và quay nghi. Đó là cái bước đầu mà chúng ta phải học cái đó là các Phật tử. Cho nên tôi với thầy Minh Thành lên trên chùa Hoằng Pháp mà giảng, thưa các vị đó, cái pháp hội ít gì cũng 5 hoặc là 7 hoặc là 10 ngàn người như vậy. Mà cái hàng dọc hàng ngang mà các Phật tử người ta ngồi đó, cái quay nghi của các Phật tử mình đáng là trân trọng. Dù là tuổi già sức yếu, tuổi trẻ cũng thế. Cho nên cái pháp hội của đạo tràng Phòng Pháp đó là nơi để mà đào tạo cho người Phật tử tại gia chúng ta có đủ tư cách và quay nghi tế hạnh để chúng ta tu tập đầy đủ hết cho các vị.
Cho nên muốn đi xa phải từ gần, muốn lên cao phải từ thấp, muốn thâm nhập cái bản thể vô tướng thì phải thực hiện các cái pháp hữu vi. Muốn cao đăng quả vị thánh nhân thì phải bước lên từng cấp thang của giới lực. Có người họ nói chúng tôi như thế này: còn nhỏ mà tu cái gì, già cả người ta mới tu, còn trẻ mà tu cái gì. Rồi họ thấy mấy cô mấy chú còn trẻ tuổi đó đi chùa, họ cũng ngạo, còn trẻ tuổi mà đi chùa để cầu duyên á. Họ nói vậy đúng không các vị? Hả? Họ nói mình đi cầu duyên là đúng chứ đâu có gì sai đâu. Thấy không nè? Mình vô đây mình như hôm nay mà các vị vô đây không có được cái duyên lành, ngồi nơi pháp hội đạo tràng Bửu Liên này các vị đâu có biết thầy Quán Thiện này là ai đâu. Phải không nè? Chỉ nghe Nguyên Giác hơn giới thiệu vậy thôi. À, các vị nhớ điều đó. Bởi vì chúng ta có cái duyên lành lắm mới gặp được Phật pháp, gặp được huynh đệ, gặp được thầy hiền bạn tốt, đúng không các vị? Đây là mình cầu duyên đó, đúng, người ta nói đâu sai đâu. Mà nếu xa hơn nữa mà mình gặp được cái duyên lành may mắn, cái duyên nợ với cái anh đó và cô đó thì sao? Cũng tốt thôi. Phải không? À, cái này là mình phải chấp nhận, do cái nghiệp duyên của chúng ta mình phải chấp nhận. Thấy không nè? À, người ta nói mình cầu duyên là cái việc đúng rồi. À. Rồi họ thấy mấy thầy tăng ni còn trẻ tuổi đó đi tu, họ cũng ngạo, trời ơi còn trẻ tuổi như thầy Minh Thành này, còn đẹp trai vậy mà tu uổng. Phải không nè? Không ở ngoài để mà hưởng thụ. Họ nghĩ rằng cái nhà chùa này như là cái bệnh viện vậy đó. À, để cho mấy bà già vậy hết sức lao động vô đây vậy, quậy quậy đại khái vậy thôi. Với cái thời buổi văn minh vật chất này mà tu cái gì? Họ nghĩ vậy đó. Bây giờ người ta có phi thiền, người ta lên cung trăng, người ta đi từ hành tinh này đến hành tinh khác. Cái thời buổi văn minh vật chất này mà tu cái nỗi gì? Như vậy thì nước Việt Nam mình có văn minh chưa các Phật tử? Bằng Nhật Bản chưa? Bằng các nước Âu Châu chưa? Chưa mà. Văn minh mình chỉ bắt chước người ta thôi, phải không nè? Chứ có nhiều văn minh đó. Cho nên bây giờ mình có phước hơn cha mẹ ông bà mình trước rồi, phải không các vị? Các vị có sắp đặt đi, rồi có cái duyên mình đi qua nước bạn đó, để mình tham quan, mình coi chùa chiền, mình có cái nề nếp của người dân bản xứ Nhật Bản. À, mỗi cái trường đại học đều có cái thì giờ ngồi thiền trong đó. Công nhân trong xí nghiệp lớn trước khi vào làm việc thì phải thiền 30 phút mới làm việc. Nước người ta văn minh như vậy, sinh viên trong trường đại học mà còn phải tập thiền để tu mà. Thấy không nè? Còn nước mình chưa có văn minh gì hết mà sao mình bỏ tu uổng vậy? Ngay chỗ mấy thầy chúng tôi cũng vậy nè. Học hết cái chương trình rồi thì cũng phải qua bên các nước bạn để học hỏi rồi mới về dạy lại cho tăng ni Phật tử nước nhà mình. Như vậy thì càng văn minh thì con người cần phải tu. Bởi vì tu có nghĩa là gì? Rủ nhau sớm biết đi chùa, trẻ trung dễ học mà già nua khó hành. Phải các vị? Mình tuổi già chứ mình nghe thầy giảng nói phớt phớt hoàng hồi cái thôi chữ thầy con trả cho thầy, phải không nè? À, đâu có nhớ gì đâu. Cho nên mình còn trẻ, sức khỏe mình càng còn tốt thì chúng ta phải gắng cố gắng để nỗ lực để tu tập. Có tu chúng ta mới giác ngộ được cái sự vô thường, khổ không vô ngã. Có tu chúng ta mới biết được cái cuộc đời này là giả tạm, không có cái gì tồn tại hết. Khi nhắm mắt rồi trở về với lòng đất lạnh, chúng ta mang cái gì theo các vị? Có mang cục sòn theo không?
Có mang một gỗ vàng phải không? Bỏ lại thầy lụm hết à? Như vậy thì mình đem theo cái gì các Phật tử? À, đem theo nghiệp, chỉ tội và phước thôi. Nếu muốn có phước thì mình phải tu, phải học, phải sửa, phải giác ngộ, phải thương người, phải giúp đỡ cho tất cả mọi chúng sinh trên cuộc đời này. Thấy không nào? Đó, chúng ta phải hiểu được cái điều đó. Bởi vì không tu thì khổ tại mình, vì không niệm Phật vô minh che mờ. Mình đừng nói là trời ơi tôi già quá, tôi học không nổi nữa, tôi tu không có nổi nữa, thôi tôi ở nhà. Phải không nè? Bởi vì mỗi người đều có cái duyên lành may mắn. Bởi vì cái cuộc sống của con người, tôi nói cho quý Phật tử biết, không phải vì cơm ăn áo mặc xe cộ tiện nghi đầy đủ đâu, mà cái cuộc sống của con người còn có cái vấn đề tâm linh. Cho nên một cái xã hội mà quân bình giữa vật chất và tinh thần thì cái xã hội đó, cái cuộc sống đó mới ổn. Như vậy thì quý vị thấy cái người mà họ tự tử họ chết đó, có phải họ vì thiếu cơm ăn áo mặc mà họ chết không? Hay là họ bị khủng hoảng tinh thần rồi họ chết? Họ yêu nhau không được rồi họ rủ nhau, họ uống thuốc độc rồi tự tử chết rồi. Rủ nhau nhảy xuống cái cầu Bắc Hưng Thuận đó là chết rồi. Vậy đó. Hay là giật hụi giật hè người ta sao đó không biết, lăn ra bánh xe cán chết rồi. Có rất nhiều cái viễn ảnh từ trong xã hội xảy ra, lan mọi đến lãnh vực, đều bắt nguồn từ cái tinh thần bị khủng hoảng. Thấy không nào? Chứ không phải vì cơm ăn áo mặc mà họ chết đâu. Bởi vì những người đó họ chưa có biết tu. Chứ họ biết tu thì không ai mà chết dại gì hết. Quý vị thử nghĩ đi, mình sanh làm được một con người, Phật nói rất là khó. Khó không các vị? Tai chân mắt mũi đầy đủ sáu căn là cả một cái vấn đề rồi. Mà bây giờ mình chưa bao giờ mình trả được cái hiếu đối với cha mẹ, cái công ơn cha mẹ như trời như biển, ân đức của thầy dạy dỗ chúng ta, biết bao giờ mà chúng ta đền hết cái công ơn thôi. Mà bây giờ mình vì một cái tiếng xét ái tình đó mà mình bỏ hết tất cả, mình phủ nhận tất cả để mình trở về ở dưới đó để mình xây tổ quy ương xin lỗi. Chứ chỗ đó quỷ sứ nó không cho mình xây đâu. Phải không nè? Vô đó coi chừng Diêm Vương ông chợp đầu mà nó đưa vô trong ngục tối là tôi mạng luôn đó. Chứ đừng có nghĩ là mình chết rồi mình yên thân. Phải không nè? Bởi vì những người đó người ta không biết tu, người ta không hiểu gì hết. Phải không cho các vị? Cho nên cái cuộc sống của con người có giá trị là con người phải có tu hành, phải có đạo đức và có tri thức. Chứ không phải giá trị về tiền bạc, nhưng đôi khi tiền bạc này nó làm cho chúng ta lắm chuyện, mang tai mang tiếng làm khổ cho bản thân mình, lây lan ra mọi người chung quanh mình khổ nữa. Cũng vì cái tiền này. Như vậy thì quý vị thấy những người mà người ta trúng số đó, mấy người đó có hạnh phúc không các vị? Sung sướng không? Quý vị có thấy ai trúng số mà nghèo không? Trúng số mà mang tật không? Trúng số mà mất chức không? Thì các vị thấy rõ, đâu phải nói là tiền bạc mà sung sướng hạnh phúc đâu. Thưa các vị, đó là một cái may mắn trong cái cuộc đời của chúng ta. Tôi nói cái vụ trúng số các vị nghe ta cười. Quý vị biết ở trên ông Phật Cô Đơn rồi phải không nè? Trên Đức Quả Đức Huệ đó, cái năm mà mới giải phóng rồi, ông Phật không còn tèm lem tuốt luốt lắm, nhưng mà ông rất là linh thiêng. Mấy cái người mà khổ đau bệnh tật nghèo nàn đói rách đó, người ta lên đó đó, người ta lại người ta cầm cây nhang rồi cái ta vuốt ông Phật, cái ta phết vô trong cái lưng, con mắt không sáng nữa, lù lù cứ quết vô con mắt. Rồi cầu nguyện là về cái mạnh giỏi khỏe, lấy cái ly hứng ba cái nước bụi tro không ở trên nó nhiễu xuống đó,
thì uống vô nó nước cam lồ, uống nó khỏe, trời ơi uống biết nó chết luôn cho khỏe. Đó là tôi nói cái vấn đề mà mình không có học hỏi Phật pháp, chúng ta không hiểu, phải không nào? À, cho nên chúng ta làm đại vậy chứ đâu có biết gì đâu. À, quý vị thấy rõ đó. Cho nên một xã hội văn minh thì xã hội đó đạo đức phải được biểu vương và được mọi người trân trọng mới gọi là cái xã hội văn minh. Còn cái xã hội mà mình nhìn thấy vật chất đầy đủ dường như là sung sướng lắm đó, nhưng mà đạo đức nó bị suy đồi, thì cái xã hội đó không được hạnh phúc, không được an lạc. Như xã hội chúng ta hiện nay, con nó bất hiếu với cha mẹ, chồng thì rượu trà cờ bạc, vợ phản bội chồng, ly hôn ly dị, anh em chém giết lẫn nhau. Như vậy thì gia đình đó có được hạnh phúc không thưa các vị? Cái xã hội đó có được an lạc không? Vì những người đó người ta không có biết tu, phải không nè? Người ta không biết giữ gìn ngũ giới cấm đúng theo lời Phật dạy thì gia đình đã đâu có tan nát. Con mà nó biết đi chùa, nó tụng kinh Du Lan, nó đọc kinh báo ân thì cha mẹ đâu có khổ. Như vậy thì cha mẹ không khổ, gia đình được đầm ấm, xã hội được yên vui, đất nước được hưng thịnh và văn minh. Như vậy thì thế giới nhân loại, loài người chúng ta có cần tu không? Có cần đạo đức không các vị? À, cái này rất cần chứ. Bởi vì người ta ngộ nhận chữ tu chứ người ta không hiểu gì cái giá trị của sự tu hành, phải không nào? Rồi bây giờ cái lầm kế nữa là cái ngộ nhận lầm kế đó nữa là gì? Tức là cái lầm mà người ta quan niệm là cái người tu đó là phải già cả, như mấy bà cụ ngồi trước đây vô chùa vậy là rị mọ lần tràn hạn vậy tu. À, chúng ta còn trẻ, còn thanh niên, còn sức khỏe, phải đấu tranh, phải giành giật chứ tu có nổi gì. Họ nghĩ rằng cái nhà chùa này như cái bệnh viện vậy đó, như là cái hội dưỡng lão vậy đó, để cho mấy bà già vậy hết sức vậy vô tu. Nhưng mà tôi nói cho quý Phật tử, già tu nó không có được, nó trở ngại lắm, nó không được. Đây mấy bà già tín đồ gì hết đó chứ nó trở ngại lắm, thật sự như thế. Bây giờ tôi nói mấy bà cụ mà ngồi phía trước đây nè, biểu học kinh Lăng Nghiêm mười chừng nào thuộc nè? Chừng nào thuộc các vị? Thôi tôi nói đại bi thập chú thôi, bây giờ trong pháp hội này ai thuộc kinh Lăng Nghiêm đâu, đưa tay lên xem coi nè. Không có người nào hết. Ai thuộc đại bi thập chú đâu, đưa tay lên coi nè. À, đại bi thập chú nghe phải 10 cái chú sao nữa quá thầy trả bài đó. Không đơn giản đâu các vị, kinh chú của Phật không đơn giản được, phải không nè? À, thì như vậy thì năm đệ kinh Lăng Nghiêm và đại bi thập chú mà chúng ta không thuộc rồi làm sao để mà chúng ta thay cho chư Phật chư tổ để mà truyền thừa cái chánh pháp? Thật cái việc này lớn lắm chứ phải đơn giản đâu thưa các vị. Cái việc này cần phải có con người có trí tuệ, có một sức khỏe cường tráng, một thân hình tráng kiện, đầy đủ tư cách hoằng truyền chánh pháp, học hành giáo lý tam tạng giáo điển của Phật, và còn phải thực hành cái hạnh Bồ Tát đối với cái cuộc đời đau khổ này, chứ không phải què hoặc hết gân hết cốt dễ vô đây tu đâu. Thấy không nè, vô đây gò gò nghiễn bên đây nghiễn bên kia rồi mà thành cái áo gì thưa các vị? À, đó là một cái sự ngộ nhận hiểu lầm, phải không nào? Rồi tôi nói bây giờ cái lầm kế đó nữa là cái lầm kỳ cục lắm. À, thôi tôi tu cho Phật. mình tu cho mình chứ sao tu cho Phật, đúng không các vị? À, vậy mà mình cứ lầm tưởng là mình tu cho Phật, cho nên mình sợ Phật rầy tụng kinh thiếu, sợ Phật quở tụng kinh nhiều bộ cho Phật thương, kể lễ cho ông nghe đầy đủ. Tôi nói cho quý Phật tử nhớ, Phật không cần nghe đâu.
Thấy không nè? Bởi vì tôi là tác giả viết ra cái quyển sách đó, mà các vị đọc cái quyển sách đó cho tôi nghe thì tôi chán lắm. Phải không nè? Tôi muốn cho các vị đọc cái quyển sách đó để tôi truyền đạt lại những cái tư tưởng đó, để sống và áp dụng đúng theo cái tư tưởng đó. À, các Phật tử nghe rõ cái này không phải là tôi nói gì tôi bác tụng kinh. Các Phật tử nhớ cái điều này. Hôm nọ tôi giảng trên thành phố à, trên cái chùa của thầy Thiện Hòa đó, mà tôi nói ngay chỗ này mà Phật tử nghe lầm lẫn, trời ông thầy Quảng Thiện ở Tiền Giang, ông lên ông giảng, ông bác ông không cho mình tụng kinh nữa. Trời đất ơi. Cái này các Phật tử nhớ mình nghe cho kỹ để nó lầm tưởng. À, mình là người Phật tử đi chùa thì chúng ta phải tụng kinh, nhưng mình đừng chấp chặt vào vào kinh. Phải không các vị? Đó. Cho nên các vị nhớ, để cho chúng ta hiểu rằng à, cái cuốn sách đó chúng tôi truyền đạt lại cái tư tưởng để chúng ta sống và áp dụng đúng theo cái tư tưởng đó. Như vậy thì Đức Phật nói kinh 50 năm, bây giờ mình ngồi mình kể lễ mình đọc cho ông nghe thì sao? À, ông Phật ông chán. Thôi bây giờ tôi thí dụ một vài thí dụ cụ thể để các Phật tử dễ hiểu. Là bây giờ mình làm má làm ba nha. Sáng bữa nào mình con thức dậy nó cũng kêu má ơi một tiếng thì thôi mình cũng được đi, má ơi tiếng nữa, hai tiếng cũng ráng chịu, má ơi. Trời đất, có bộ mày đuôi sao tao ngồi trơ trơ đi mày không thấy sao mà mày kêu hoài vậy? Phải không nè? Con mà nó kêu mình 3 tiếng chịu không nổi rồi, đừng có nói chi mình ghéo Phật, mình kêu Phật thì ông sao? Trời ơi, ông nghe dò cái chết luôn. Để cho quý Phật tử thấy rằng cái niệm Phật nó nghĩa là sao, tụng kinh nó có ích lợi gì. À, mình niệm Phật, hai cái ý nghĩa này các Phật tử phải phân tách cho kỹ, học cho rõ, nắm bắt cho vững, để mà chúng ta áp dụng chúng ta tu. Niệm có nghĩa là gì? Là nhớ. Cái chữ niệm Phật đó mà, cái nghĩa đó, niệm tức là chúng ta nhớ. À, nhớ cái gì? À, nhớ giữ gìn giới lực oai nghi, không buông lung phóng túng, mà tinh tấn tu. À, tu học. Đó là cái nghĩa của chữ niệm Phật đó. Chữ niệm đó nghe, tức là mình phải giữ gìn giới lực oai nghi, không buông lung, không phóng túng, mà phải tinh tấn để tu học. Đó là cái nghĩa của chữ niệm. Còn cái chữ Phật có nghĩa là gì? Phật tức là một bậc giác ngộ hoàn toàn. Mà giác ngộ cái gì các vị? À, giác ngộ vô thường, khổ không, vô vô ngã. Cho nên Phật giác ngộ, cho nên Ngài mới kiểm soát lại những cái hành vi tạo những cái điều ác, và phải phát tâm làm những điều thiện, điều lành, lợi ích cho tất cả chúng sinh. Đó là hai cái chữ niệm Phật, cái ý nghĩa nó rất là sâu xa như thế. Chứ không phải chúng ta nói niệm Phật một ngày an lạc rồi, một ngày đó mình lại mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình kinh hành hay mình tọa thiền đó, riết rồi tới chiều mình về mình nói mình an lạc, chưa chắc đâu. Phải không các vị? Một lát điện thoại nó ré một cái rồi cho các vị an lạc không biết hả? Phải không nè? Má ơi, giờ con cháu nội giờ nó nóng quá, má về nhanh, má về gấp, để coi nhà giùm con, chở nó đi bệnh viện. Các vị có ngồi để tu được không? An lạc không? À, lúc đó thôi một lát nó lùi 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 cái rồi thôi không nói ai hết trơn, cũng không xá Phật ha, là trình thầy gì hết, trốn gì mất tiêu. À, tu mà được một buổi là cũng quý mà chưa chắc. Tôi nói cái pháp hội đạo tràng với chùa thầy đó, thưa các Phật tử, có nhiều vị họ tu có 2 tiếng đồng hồ thôi chứ không có tu được một buổi nữa. Thì điện thoại nó ghé một cái rồi là bắt đầu về liền, chứ không bao giờ ở một phút giây nào được hết. Bởi vì cái đó là cái ngoại cảnh, cái chướng duyên mà. Mà chúng ta không khéo là chúng ta phải bị cái duyên trần cảnh nó lôi cuốn chúng ta.
Thấy không nè? Để cho các Phật tử thấy rằng cái niệm Phật có ý nghĩa là như thế nào, tụng kinh như thế nào, nó có lợi ích. Tụng kinh mình không hiểu, mình nó tụng nhiều bộ này bộ kia cho Phật thương. Tụng kinh bấy nhiêu là tụng, nó không quan trọng. Đi chùa nhiều cũng chưa phải là tốt lắm đâu. Hôm bữa nọ tôi đi giảng ở chùa Phước Thiện Bình Chánh nè, các Phật tử biết không, có một Phật tử thành phố đó cúng cho tôi một cái đôi dép tốt lắm, dép nó gần 3 triệu lận. Tôi thấy nó quý quá, tôi mới trân trọng, tôi cất hoài trong tủ, tôi không dám đi. Tôi giảng đâu tôi cũng mang dép lèn tèn. Thì cái cô Phật tử của nó, trời ơi thầy, con cúng đôi dép bộ thầy chê sao, thầy không có đi vậy, con ngơ thấy thầy mang. Thầy cũng làm thinh, đâu có dám nói gì cổ cái gì. Thôi bữa đó mình thấy mình đi giảng ở thành phố nghe, làm cho lịch sự cho ngon lành chút. Mang đi đó giảng, để giảng đường bằng đây ra ngoài cổng vậy đó các vị. Thầy ở bên đây thầy bỏ, thầy giảng rồi xong đi qua bên đó, hai con trâu thầy nó đi mất tiêu. Như vậy đi chùa nhiều có tốt không các Phật Phật tử? Chưa chắc đâu. Thầy nói lời xin lỗi nghe, chứ không phải thầy nói trong pháp hội này nha, mà thầy tin chắc trong cái pháp hội đạo tràng Bửu Liên này, các Phật tử là những vị Bồ Tát hết rồi. Tâm hạnh tu tập chánh pháp cho nên các vị hoàn toàn, chúng ta đã dứt được tham, dứt được sân và dứt được si mê. Cho nên các vị ngồi đây các vị rất là hoan hỷ, vị nào cũng nở nụ cười tươi như Đức Phật Tổ Như Lai vậy đó. Phải không nào? Cho nên thầy biết là các vị trong tâm các vị có một cái đức hỷ xả, một cái lòng từ bi bao la, mà chúng ta xả hết tham, hết sân, hết si để chúng ta tu tập, chúng ta giác ngộ giải thoát. Phải không nào? Chứ không phải mình tụng kinh nhiều mà hay cho Phật thương mà đi chùa nhiều mới gọi là tốt đâu. Chưa chắc đâu thưa các vị. Tụng kinh bấy nhiêu là tụng, chỉ có phước thế thôi. Một chữ cũng có phước, hai chữ cũng có phước, ba chữ cũng có phước, mà chỉ có phước thế thôi. Đây nè, chứ không giải thoát được. Đây, cái quan trọng tụng kinh đó để mà liễu nghĩa kinh, diệt trừ tam độc là tham sân si đó, cái đó mới quan trọng. Phải không nè? Chứ đâu phải mình tụng kinh nhiều mà tốt, tụng kinh nhiều mà có là giải thoát được đâu. Nhưng mà các Phật tử nhớ nghe, không phải tôi bác tụng kinh các vị đi chùa hay là ở tại tư gia phải tụng kinh để chi, mình hiểu được lời dạy của Đức Phật trong đó. Mỗi một bộ kinh điển đều có những cái ý nghĩa sâu xa màu nhiệm của chư Phật Bồ Tát đã rút gọn ở trong đó để chúng ta học, chúng ta hiểu. Chúng ta không tụng kinh làm sao chúng ta hiểu được cái điều đó. Mà mình tụng nhiều mà mình không diệt được tham sân thì nó cũng không có ý nghĩa gì hết. Thấy không nào? Đi chùa nhiều, chúng ta cố gắng để học hỏi Phật pháp, thực hành chánh pháp thì mới có đem lại an lạc, hạnh phúc cho mình và cho người. Còn mình nói mình đi chùa nhiều, chùa này chùa kia học gì thôi, 80 mà bộ rồi, 80 khóa rồi, cái việc này đâu có quan trọng gì đâu. Tối bữa nào mình cũng tụng kinh gõ mõ vậy thôi, gùm ben hết bên người ta ngủ không được. Tao rất là phiền phức. Mà càng tụng kinh nhiều thì sao? Cái sân nó càng lớn. Phải không nè? Hồi nào mình chưa biết đi chùa, chưa biết tụng kinh thì cái sân nó còn nhỏ đó. Bây giờ mình biết đi chùa, biết ăn chay, biết niệm Phật, biết tụng kinh pháp hoa rồi, mà cái sân nó càng ngày nó càng lớn. Lớn như là cái sân gì? Cái sân chùa Bửu Liên này. Phải không nè? Cái này nguy hiểm. Các Phật tử chúng ta phải tư duy quán chiếu lại. Tôi nhắc lại, chúng ta tu là chúng ta tu cho mình, phải không nào? Chứ không phải tu cho Phật. Mà tất cả những sự ngộ nhận của người thế gian nó sai lầm. Tu là phải ăn ngọ mới tu, đâu có quan trọng gì cái chỗ ăn ngọ, ăn hở, ăn mùi đâu.
phải không? Mà tham sân si bỏ nó mới quan trọng đó, phải không các Phật tử? Đó có quan trọng gì cái chỗ đó. Ăn mà nó mất sức khỏe, nó tàn rụi cái tấm thân này, thì hỏi thử quý vị có lợi ích gì không? Phải không nè? Cho nên Thái tử Tất Đạt Đa bắt đầu giác ngộ đi tu, thì Ngài đã nhịn đói 6 năm trong khổ hạnh lâm. Mình bây giờ mình ăn ngọ không bằng Ngài đâu, phải không nè? Ngon thì mình nhịn đói 6 năm như Ngài, có mình thành cái ông gì? Nhịn đói thành cái ông gì các vị? Thì con má đói chứ đâu có thành ông gì được. Còn muốn thành Phật thì sao? Phải no cái bụng nha. Hồi sáng giờ mấy vị các mấy cử rồi, một cử rồi, ly cà phê nữa nhiều rồi, một tô hủ tiếu nữa nhiều rồi, một tô cháo lòng nữa nhiều rồi, thì các vị thấy được hồi sáng giờ chúng ta mấy cử rồi. Cho nên người xưa người ta nói sao, có thực mới dịch được đạo, đúng không nè? Hồi nãy giờ tôi ngồi trên xe mà tôi đi sớm đó, tôi nói với mấy chú đệ tử tôi đi theo, tôi nói mày còn gan cô gan nghề mua bánh bao bánh gì bỏ theo nghe, để xe nó chạy vòng vòng hồi là đói bụng hai thầy trò teo queo luôn. Là cái gì lên đây hết nói nổi luôn đó. Phải có cái gì trong bụng mới được, chứ không có là không thể nào mình làm cái gì được, phải không các vị? Cho nên có thực mới vượt được đạo. Như thế, như vậy thì Thái tử Tất Đạt Đa đã nhịn đói 6 năm trong khổ hạnh lâm không đạt được đạo, thì Ngài mới nói ta đã xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo. Có nghĩa là ta bỏ cái ngai vàng của vua Tịnh Phạn để đi tìm đạo giác ngộ. Thế mà đạo giác ngộ hôm nay tìm chưa ra thì thân này sắp phải chết rồi. Sống để tìm ra đạo chứ dạy gì phải chết, phải không nè? Cho nên Thái tử trở lại ăn uống bình thường. Các Phật tử nhớ cái điều đó, chúng ta tu chúng ta phải tránh hai cái cực đoan đó. Cái thứ nhất là sung sướng khoái lạc. Bởi vì Đức Phật nói hào quý học đạo sang, học đạo năng bằng cùng bố thí năng. Cái người mà học đạo, cái người giàu có đó thưa các vị, học đạo khó lắm, rất là khó. Các vị nghĩ đúng không? Còn cái người mà nghèo khổ thiếu thốn mà kêu bố thí giúp đỡ cho người, cái này khó không các vị? Khó lắm chứ đâu phải là dễ đâu. Cho nên trong giáo hội cũng vậy, như xã hội vậy. Hiện nay thì các Phật tử đã thấy rõ rồi đó, đất nước chúng ta đang lâm vào cái cảnh màn trời chiếu đất, bão lũ lụt rất là nghiêm trọng các cái miền ở bên ngoài, các vị thấy đó. Rồi nhà nước vận động, giáo hội vận động các Phật tử gắng cố gắng đóng góp để ủng hộ thiên tai bão lụt cho những người dân bạc phước. Chúng ta nói trời đất ơi, tôi ở đó tôi khổ chết, năm 78 tôi lụt nước muốn mất cái lỗ mũi, có ai cứu tôi đâu mà giờ đi cứu người ta. Có nhiều Phật tử đó vậy đó. Trời đất ơi, tôi bán bưng vậy thôi, cực khổ gian dày kiếm từng đồng từng cát, mà bây giờ biểu tôi đóng góp giúp cho ai? Hồi đó tôi khổ có ai giúp tôi đâu. Mình nói vậy đúng không các Phật tử? Bởi vì Phật dạy cho chúng ta thương người thất thể thương thân, giúp người trong cơn hoạn nạn, cứu kẻ lúc buổi lâm nguy. Người ta khổ, ta đói ở đây mà mình không cứu giúp, mà mình nói để chừng nào mình dư giả, mình thừa thải rồi mình mới giúp mới cứu, phải không nè? Như vậy thì cái hạnh Bồ Tát của chúng ta đâu? Bồ Tát là phải như thế nào? Bồ giả, phổ giả, tác giả, tế nhân chi cấp, cứu nhân chi nguy, mới nải thị Bồ Tát giúp người trong cơn hoạn nạn, cứu kẻ lúc buổi lâm nguy. Mình tu cho mình đâu phải là đủ đâu thưa các Phật tử, thấy không nè? Mà mình phải tu cho tất cả mọi người, nhất là mình tu tại gì?
à, tại gia mình tu cho vợ, cho chồng, cho anh em, cho bà con, cho thân bằng quyến thuộc, và xa hơn nữa là chúng ta tu cho xã hội, chứ không phải mình tu cho mình không đâu. Mình tu cách nào đó mà tháng nào mình cũng đi chùa, mình niệm Phật, mình cầu cho được an lạc, mình thọ bát quan trai, cho giới thể được trang nghiêm, thân tâm thanh tịnh. À, sáng bữa nào cháu nội nó cũng đưa mình đi hết, mặc dầu đường xá rất là xa, trời thì rất là oi bức, mưa gió rất là khó khăn, mà nó thấy cái hạnh của bà nội nó rất là kính trọng, cho nên sáng bữa nào nó cũng xách xe nó đưa đi. Chiều nó độ tới cái giờ đó rồi nó rước bà nội về, nó nói trời ơi, hôm bà nội tôi mà từ hồi bà phát tâm bà đi chùa Bửu Liên bà học tu, cái hạnh bây giờ đó nghe, bà hiền tiện, trời ơi dễ thương dữ lắm. À, vậy mà bà nội nghe là hở hở một cái gì cái bà nội gắt cái cửa, mà gắt chút mà hở mở ra không được, tụi bây là cái đồ quỷ sứ, đồ có hồn cát đảng rồi, nó nói bà nội tôi tu hú chứ gì. Cho nên các Phật tử thấy nếu mà chúng ta tu nó đúng theo lời Phật dạy, y như pháp và thực hành đó, thì nó sẽ được công đức hiện tại, không đâu xa lạ. Ở dưới tôi có một cái bà cụ đó, bà cũng khoảng gần 80 tuổi rồi, mà bà rất là siêng năng, rất là tinh tấn. Không có cái mà buổi cái khóa tu nào mà bà vắng mặt hết. Ở nhà gia đình bà thì đủ ăn chứ không khá giả, mà bà có 8 người con, mà có cái chú ghẻ đó, là cái chú đó thì thôi vô phương, à, chú quậy cái là trọc trời chịu không nổi. Thì bà đi tu về, bà hiểu được Phật pháp. Khi mà chú ghẻ đó, đó là sanh tâm sân hận, chửi bới hoặc là nói này nói kia đó, thì bà cứ Nam Mô A Di Đà Phật, bà chấp tay là bà xá chú nữa. Mà cái chú đó càng xá chú chừng nào chú khoái chừng đấy, bị kia nói là mua A Di Đà Phật mà chú tưởng chú là Phật. À, cho nên bà xá chú như vậy. Mà các vị biết không, cái đạo lực của bà tu tập nó quân tu trong cái tiềm thức của bà. Khi bà phát cái ngôn ra, chư thần chư thiên người ta chứng minh. À, cho nên làm cho cái anh rể của bà đó nó sớm tỉnh thức quay trở lại. Thì một hôm đến cái ngày đi thọ bát, à, cái bữa đó anh tỉnh, anh nói mẹ rất là vất vả, thôi bữa nay mẹ đi chùa mẹ thọ bát, con cho mẹ 200 ngàn. Trời ơi, nhậu xỉn xỉn mà cho 200 ngàn là thôi quá là tốt. Các Phật tử, mà 8 đứa con vậy đó, còn con dâu thì tối ngày đi quýnh tướng sát không, không có tính gì nhà cửa chồng con hết vậy đó. Mà đến cái ngày thọ bát, má nó không biết nó quýnh ăn thua gì, không biết nó cũng cho má 500 ngàn. Dâu á, nó có hiếu gì đó các vị, mặc dầu mang cái thân nghiệp vậy đó, đi tạo tác những cái điều không tốt vậy đó, quýnh bạc, quýnh bài, quýnh tướng sắc vậy đó, nhưng mà để dành tiền đó để cho mẹ đi chùa đó. Rồi con, cái chú rể như vậy, con dâu như vậy, mà 8 đứa con vậy, thì tôi hỏi các vị, mỗi đứa cho vài trăm vậy, mình đi chùa thoải mái không? Sung sướng không các vị? À, tôi nói đó là cái phước hiện tại mà bà cụ đó bà đã gieo trồng cái nhân niệm Phật. Bà thì vốn không có biết gì hết trơn rồi, nhưng mà giảng rồi đó, xin lỗi nha, xong hết rồi bà hỏi thầy, hỏi chứ hồi nãy giờ các Phật tử nhớ thầy nói như vậy đó, bao la vạn trượng về kết luận cái gì đâu. Phật tử nói xem, bà đưa tay lên bà trả lời liền, bà nói ngay chốc luôn, không có cái gì sai lầm. Các Phật tử thấy rất là lạ không? Bởi vì cái tâm bà rất là thanh tịnh, cái tâm bà rất là hạnh nguyện Bồ Tát, cho nên bà có cái đức từ bi và tâm hỷ xả trong lòng bà, không có chứa chấp gì, nó rỗng không, cho nên cái tâm bà rất là thanh tịnh, tiếp thu những cái luồng chánh pháp của Đức Phật. Mặc dù bà không có biết chữ, không có văn hóa, không có trình độ, bởi vì cái lớp người xưa như mấy cụ đây thì mấy cụ đã biết rồi đó, gian dày lắm, rất khổ lắm.
Bà chỉ than lên một lời thôi: má năm nay gần 80 tuổi nha các con, bù đầu hai cái thời kỳ chiến tranh loạn lạc má khổ lắm. Ba con này mất sớm, một mình tao đùm 8 đứa tụi bay như vậy. Thì tụi bay nghĩ đi, cái thời đó đến cái thời này như thế nào. Thì bây giờ má hết sức rồi, hết gần rồi, má chỉ còn cái niềm vui nữa là má đến chùa, má tu với huynh đệ, má niệm Phật vậy để kiếm cơm ăn thôi. Bà nói tiếng bà than vậy đó, con đứa nào nó nói nghe nó đứt ruột hết trơn. Bởi vì bà đã bù đầu năm nay gần 80 tuổi rồi mà bà chưa có nhà cửa, chưa có sự nghiệp gì hết á. Chồng thì chết sớm rồi, bây giờ bà phải lo cho mấy đứa con. Mà đứa nào đứa nấy nó cũng có nhà, có cửa, có cơm ăn áo mặc, không có nghèo đến đổi. Thì như vậy hỏi thử các vị chứ cái công lao của người mẹ mình biết bao đền cho hết. Cho nên đứa con đứa nào nó cũng cảm động hết. Nghe nói mẹ đi thọ bác là mai mẹ đi thì bữa nay bắt đầu nó chuẩn bị nó hùng tiền rồi đó. Các vị thấy chưa? Như vậy thì bà cụ này bà tu nó đúng pháp không các vị? Nhờ đó mà chư thiên hộ pháp gia hộ cho bà. Bà rất là khỏe mạnh, mà bà rất là tinh tí, không bao giờ mà bà lười một chút nào. Kiển vừa đổ là bà có mặt ngồi ở nơi bồ đoàn trước ai có thấy. Các vị thấy, tôi nói các Phật tử nhớ, mình tu cái gì không biết, nhưng mà trong cái pháp hội tu chúng ta đó, nó có cái nội quy và cái thời khóa biểu. Các Phật tử nhớ cứ căn cứ theo đó để chúng ta thực hiện. Tôi nói hôm nọ tôi giảng ở nơi cái pháp hội đạo tràng, ở nơi Đức Hòa, Đức Huệ, thì các Phật tử biết tới chuông đổ rồi, MC đã mời các Phật tử vô để ổn định đạo tràng rồi, mà thỉnh giảng sư lên, tức là thỉnh thầy lên rồi, mà một lát cái vô người, lát cái vô cô, lát vô bà, lát vô ông, đó là vậy đó. Tức là chúng ta không tuân thủ theo giới lực già quay. Quay nghe như vậy thì mình tu cái gì? Vô đây thì các vị không có nghe lời thầy, không nghe ban tổ chức, rồi các vị tu ở đâu? Mình có hỏi ông Phật có trả lời cho mình nghe không? Hả? Cho nên chúng ta phải hiểu được cái con đường tu thầy cần phải học, phải hiểu để thực hành ngay trong đời sống hiện tại, để đem lại an lạc và hạnh phúc cho mình và cho tất cả chúng sinh. Thấy không nè? Đó. Cho nên có người họ nói như thế này: tu già cả rồi mới tu, xã hội văn minh vật chất mà tu cái nỗi gì. Tu là phải ăn ngọ, tu là phải ăn bông ăn trái nó mới thành Phật. Như vậy thì có ông có bước nó thành Phật, mình đâu có thành. Ở dưới thầy có cái bà cụ này, bà tu cái pháp môn gì thầy không hiểu, và căn gì cõi nào phàm nào ở trong cái quốc độ nào thầy không biết. Mà cổ bà năm nay bà cũng 80 tuổi, bà nói năm nay gần 10 năm rồi thầy, tôi không có ăn cơm ăn cháo gì chứ, tôi ăn bông ăn trái không à. Bà nói ăn bông ăn trái gì nữa mới thành Phật. Chứ mà thầy ăn cơm ăn gạo nữa không có thành Phật đâu. Bà nói với tôi vậy đó. Như vậy thì cái quan niệm của cái người Phật tử tu học chánh pháp có đúng không các Phật tử? Chứ mình quan niệm là mình ăn bông ăn trái nó mới thành Phật, như vậy thì tất cả những cái loài ong bướm nào nó thành Phật hết rồi, mình đâu có thành đâu. Mình quan niệm như vậy đâu có đúng đâu. Thấy không nè? Già cả mới tu, thời buổi văn minh vật chất này mà tu cái gì? Tu là phải ăn ngọ, tu là phải ăn bông ăn trái, tu là phải khổ hạnh nằm dưới đất. Tất cả những sự ngộ nhận của người thế gian về chữ tu đó không đúng chánh pháp. Bây giờ tôi nói cái nghĩa chữ tu cho các vị nghe này. Mà tôi tin chắc rằng trong cái pháp hội đạo tràng của chúng ta đây, tất cả các vị dù già dù trẻ, dù có trình độ hay là không, mà các vị đều biết cái nghĩa chữ tu hết. Đúng không các vị? Đâu có ai mà không hiểu được cái nghĩa chữ tu đâu. Nó rất là đơn giản được, nhưng mà có thực hành được hay không đó, cái đó mới quan trọng. Phải không nè? Chứ mình hiểu hết biết đó, tu có nghĩa là gì các vị? Chúng ta sửa. Phải không nè?
Tu có nghĩa là chúng ta phải học. Không học mà chúng ta biết cái gì mà sửa, thấy không nè? Cho nên tổ dạy chúng ta cái gì? Tu mà không học thì tu gì? Đây là cái câu này mới rất là nặng nè. Các Phật tử nhớ cái câu tổ thiên thai quở cho đại chúng cái câu này nè. Người mù dắt lũ đuôi theo dõi, khi xa xuống hầm mới hỏi chi chi. Phải tầm những bậc trí tri đạo màu mới rõ, đường đi nó mới tường. Thấy không nè? Bởi vì mình mù, mình tu, mình không có học, không có hiểu, không biết gì trơn á. Mà mình gì mình hướng dẫn lại con cháu mình, với thầy có cái bà cụ đó bà bán cháu đó, cháu rời đó. Mà bữa nào tháng nào sám hối sống vòng ba cũng đi chùa hết, bà không bỏ cái thời khóa nào. Thì thằng cháu nội nó nói, thấy bà tù nghiệp nó thôi mà nội ở nhà cũng có Phật, mà nội ở nhà bà tụng kinh mà niệm Phật được rồi, bà đi chùa chi mà bơi xuồng cực khổ vậy. Bà nói bà đi chùa đi, bà lại Phật nó bà cầu để nữa, để cái phước đức cho con đó con. Tao mà không đi chùa giờ là mày học đâu có được, đại học đó mày. Bà trả lời nó vậy đó, nó không chấp nhận. Thì bữa nọ, bữa chủ nhật cái nó vô tôi, nó uống nước rồi chơi cái nó hỏi thăm. Nói bà thầy, con hỏi bà nội con sao tu vô đây để chi mà ở nhà có Phật không chịu tu, không chịu lại đi chi cực khổ vậy. Mà nói tao tu ta lại Phật là cho để phước đức cho mày đó. Bà trả lời vậy thì sao, là con biết cái gì đâu thầy. Đó, các vị thấy bà nói như vậy, nhưng mà con cháu nó học bây giờ đại học mà mình nói kiểu đó nó đâu có chấp nhận đâu, đúng không? Cái phước đức là cái gì mình phải giải nghĩa cho nó nghe, nó hiểu. Mình không giải nghĩa thì nó không hiểu, mình nói chỉ phước đức thôi. Bà nói thì rất đúng đó, nhưng mà bà không hiểu được cái ý nghĩa. Bởi vì bà không có lại chùa, bà lại Phật, bà cúng được thôi, bà về chứ bà đâu có nghe Pháp đâu. Bà đâu có tụng thời kinh nào đâu, bà có nghe huynh đệ nói gì đâu mà hiểu. Như vậy là quá ra mình phải tu mù không? Rồi mình dẫn dắt cháu mình đi vô con đường rậm bẫy nữa, phải sụp vô hố không? Phải không nè? Cho nên tu là phải học. Học là chúng ta phải hành. Hành tức là chúng ta phải sửa. Tôi nói thật các vị, tôi cũng rất khó lắm. Ở chùa mà cái bàn, khi mà cái pháp hội tụng kinh xong rồi đó mà xuống, tôi nhìn thấy mấy cái bàn mà để nó không trật tự thứ lớp vậy là tôi không chấp nhận. Cuốn kinh trên bàn Phật cũng vậy, cái mỏ, cái chuông, cái khánh cũng vậy, mà để nó sái chỗ là tôi không chịu rồi. Tôi rất là khó như thế. Còn cái áo tràng cũng vậy, mình máng mình móc mà phải cho nó đàng hoàng, phải vũ cho nó thẳng. Chứ mà thấy đại trên đó tôi cũng không chịu. Ngủ rồi cũng vậy, cái đơn, cái chiếu, cái gối, cái mền mình cũng vậy, phải xếp đâu cho nó ngăn nắp, nó trang nghiêm, nó thanh tịnh. Tôi nói các Phật tử có dịp, các vị lên chùa Hoằng Pháp các vị thấy. Các Phật tử nơi đó người ta tu rất là nề nếp, rất là trình tự. Mà một khóa mà chúng ta giữ đó rồi, chúng ta về thì chắc chắn là chúng ta có cái sự tiến bộ nha. Chứ chúng ta không có đi vào trường lớp, không có thực hành và không có biết cách để mà chúng ta sửa đó thì không gì kết quả được đâu. Thấy không nè? Thôi thì hôm nay trong cái thời gian nó không cho phép nhiều ha. Trước hết thì gặp được các Phật tử nơi đây thì rất là hoan hỷ. Bởi vì sao? Vì trong cái thời mạt pháp này Phật đã nói lòng người chướng sâu nghiệp nặng, mà chúng ta bỏ hết tất cả những gì mà nó quý báu, những cái gì lợi lộc cho gia đình, cho xã hội mà các vị sắp xếp được để đến chùa, để chúng ta cùng nhau chư huynh đệ để học hỏi giáo pháp của Đức Phật. Đấy là một cái điều hết sức là hạnh phúc. Và cái hạnh phúc thứ hai nữa, chúng ta gặp được thầy lành bản tốt. Tôi nói có nhiều Phật tử nói chúng tôi, nói trời ơi thầy còn nói này kia nọ nha. Thầy giảng sư thầy còn giảng tụi con hiểu biết cái này kia nọ, con đến chùa thầy đó, ổng cũng trụ trì đó mà ổng biểu con lại thôi à. Tôi gì à, tội nghiệp không? Bởi vì mấy thầy đó người ta tu theo cái truyền thống, rồi cái thời đại của các ngài không có học hỏi.
đúng không các vị? Cũng như Phật tử chúng ta, mấy bà cụ này đâu có làm sao học hỏi, đâu có biên chép gì được đâu, phải không nè? Chỉ lắng nghe thôi, nhưng mà nghe gì chứ nhớ 10 phần là nhớ được mấy hả? À, nhớ được 2 chứ đâu một uống vậy. Cũng đỡ lắm chứ đâu có đến đổi, phải không nè? Đó, thì hôm nay đến đây chúng tôi xin tạm dừng thời gian. Nếu có duyên thì thầy sẽ trở lại và sẽ nói cái vấn đề tu sửa tất cả những cái gì mà trong đời sống tu hành chúng ta, để chúng ta thấy rằng cái sự tu nó có cái kết quả hiện tại, không phải nói là mình khi giảng sanh hay mình về cái cõi nào an lạc, thưa các Phật tử, mà hiện tại nơi đây nếu chúng ta biết tu, biết học, biết sửa thì chắc chắn nó sẽ đem lại an lạc cho mình và cho tất cả chúng sinh. Cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các Phật tử luôn thân tâm được an lạc, và hạnh nguyện Bồ Tát chúng ta đi mãi trên con đường này để đem lại sự lợi ích cho tất cả chúng sinh và cho mình, để làm như thế nào để chúng ta giải thoát nơi cái cuộc đời đau khổ này. Nam mô Bổn Sư Tổ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.